Năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Công đoàn Công thương Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong ngành bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vận động công nhân viên chức trong ngành thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng trong nước, góp phần vào thành tích chung của ngành công thương. Một số hoạt động nổi bật như đối thoại doanh nghiệp, chương trình nâng cao chất lượng lương thực, việc ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể, công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đã đem lại kết quả thiết thực. Bước sang năm 2018, Công đoàn Công thương Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, đồng thời chỉ đạo công đoàn các đơn vị trong ngành xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 3 Công đoàn Công thương Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với các nước cho cán bộ công đoàn các cấp, nâng cao chất lượng cán bộ và năng lực của tổ chức công đoàn để phù hợp với các yêu cầu mới trong quá trình hội nhập.